Như bạn biết thì làm YouTube không thể xây được 10 cái nhà lầu mà chỉ có thể xây được một cái thôi. Nên là mình đã rất là buồn lòng và đang tìm một công việc mới. Và bất ngờ thay mình đã nhận được đơn tuyển dụng của Grab. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm việc ngày đầu tiên. Mình không biết tại sao mà người ta lại nhận mình nữa. Tại vì mặt của mình trông rất là thiếu uy tín. Chúng ta có thể chọn được cái hãng mà mình muốn tham gia, đó chính là GoChill hoặc là Grab. Mình đoán rằng cái chữ GoShow này nó là một cái phiên bản nhái của GoCheck hoặc là GoCho phiên bản thiếu năng, còn Grab này là Grab. Mình cảm giác như là cái thằng này nó tạo ra game này 15 phút trước khi nộp bài vậy đó. Ok các bạn, chúng ta sẽ đi kiếm nạn nhân đầu tiên. Ấy của mình là khách hàng đầu tiên. Rồi mình chỉnh cái nón lại coi, nhìn mình giống mặt hiện tại rồi. Rồi các bạn thấy đẹp hơn chưa? Ok, nhìn đỡ hơn rồi đó. Đây là mình nè, nhìn rất là gạnh gỗi ha. Mình thấy là mấy ông chú chạy Grab ở gần nhà mình cũng vậy á. Mình thấy là đa phần thời gian sẽ nằm trên xe rồi coi điện thoại. Xe của mình cái biển số nhìn nó cứ bịp bịp thế nào ấy. Nó có khoảng cách nè, nhìn nó giống như cái hàm răng của thằng cháu mình vậy đó. Ok, mình sẽ chọn cái xe đẹp nhất của mình có, mô tô số 5. Mình là tổng tài giả vờ nghèo để chạy xe cho vui thôi. Mình có thể đổi giới tính của mình bất kỳ khi nào mình muốn. Kiểu sáng thức dậy, hôm nay mình chán làm con gái rồi, gắn tờ rim vô thôi. Hàng xóm ơi, dậy đi, sáng rồi. Mình nghĩ là mình đi bộ nó an toàn hơn đi xe á. Xong rồi cái khách hỏi, ủa xe mày đâu? Rồi mình sẽ cõng anh ta đi tới cái nơi anh ta muốn. Mình sẽ cố gắng không gây tai nạn ít nhất có thể. Nhưng mà mình không hứa đâu. Có thằng này nó chạy Grab hả? Mày tranh khách với tao hả thằng khốn? Làm ăn khó khăn mà còn bị cạnh tranh nữa chứ. Ở đây cái nhà hàng kìa mọi người. Để mình vô mình ăn miếng coi. Lỡ mình quạo mình chửi khách nữa, mệt lắm. Các bạn hiểu không? Ok, chúng ta sẽ cần mua một cái chai nước khoáng 3.000 đô. Đây là sân bay hay gì mà sao giá nó mắc quá vậy? Mình nghĩ là chạy Grab ít tiền quá mọi người. Mình sẽ nằm ngoài đường mà ăn vạ. Cậu tông tôi rồi, bây giờ cậu phải đưa tôi tiền. Ảo thật đấy. Thiệt chứ, nếu như mà mình làm những chuyện này ngoài đường là mình đã đi tù 10 năm rồi các bạn à. Làm ơn đừng thử cái này ở tại nhà, hay là ngoài đường, hay là ở trường, bất kỳ nơi nào nha mọi người. Ok, đi đón khách thôi. Tôi phải kiếm ăn để nuôi cái bờ mông này chứ, chứ không nó xẹp lại thì xấu lắm. Mua cái điện thoại lót chậm thiệt sự. Ráng kiếm iPhone coi, thời nào mà còn xài Android nữa. Tôi xin lỗi tất cả những bạn đang dùng Android. chúng ta có góc nhìn thứ nhất nè. Để coi, chúng ta sẽ đón được anh đẹp trai rồi đây. Rước khách tới nơi rồi, sẵn rước về nhà luôn. Ở chỗ nào vậy, mình chưa kịp nhận đơn nữa. Sao khách hủy rồi? Mình cứ tưởng rằng chia tay là việc đau lòng nhất, cho tới khi mình bị khách hủy cước. Khốn khiếp thiệt sự. Cái thằng này chở khách mà nó có hồn mang nó bảo hiểm nữa. Mày đùa tao chắc. Mình phải bảo vệ khách của mình. Nhận cước. Thằng này tên là William. Ok, nghe tên là biết đẹp trai rồi. Rồi xem bản đồ GPS rồi đi đón anh ta thôi. Đường ngược lại. Ok, mình sẽ đi lùi đón khách, tạo ấn tượng giống Michael Jackson. Nó cái thằng xe này đi ra. Mày phải để tao đi tìm hoàng tử của mình. Mấy thằng cha này đi ngược chiều nữa chứ. Rồi anh đẹp trai đâu, hoàng tử của tôi đâu. Mới son môi xong cái làm lệch cái son môi mất tiêu. Hello khách, trời ơi người đẹp, lên xe. Em sẽ không lấy phí đâu. Lên xe đi má, chứ muốn làm gì nữa, mày muốn tao xuống cổng mày lên hả? Vậy trời, lên xe đi. Không lẽ nó hủy cước hả, mày đồ tao chắc. Người đẹp trai mà sao nết xấu quá vậy. Lên xe. Có nghĩa là mình phải bóp càng, kêu lên. Anh đẹp trai à, em sẽ không làm gì khiến cho cái nhan sắc của anh bị hủy đâu. Hãy tin em, đưa em đi chơi xa. Yeah, trên con xe tay ga. Nhận ra một điều là la 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 la. Đưa em đi chơi xa. Trên con xe tay ga. Nhận ra một điều là la 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 la. Sáng sớm đêm đón em đầu ngó đi lượn hồ đã. Ở ngã ba. Hôm nay phố xa tắc đường quá. Em phải đưa anh đến đâu. Anh đến đâu. Âu âu âu. Không sao anh ơi, em chở khách chỉ có 10% than phiền và phần còn lại thì chết. Gương anh băng vào bao đại dương, cùng anh vượt qua ngàn con đường. Đoạn này tôi không thuộc lời, nên là tôi sẽ giả vờ là tôi biết. Hai khúc này. Ok, đã tới nhà của anh đẹp trai rồi. Giờ thì em biết nhà anh rồi nha. Rồi xuống xe mày, anh này anh không có tiếp mình. Cũng cái tên khốn, đã xấu trai còn bún xỉn nữa. Mình nói thiệt, mình mà đi làm nghề Grab là sẽ có rất nhiều người chết. Coi để ủng hộ mình ha. Chứ mình mà đi làm Grab là chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó xảy ra kinh khủng. Làm ơn, cho tao qua. Đầu của mày làm bằng sắt hay gì mà sao cứng quá vậy? Thì đúng thiệt. Đây là phố ăn chơi nè. Bên trong mình chúng ta có siêu thị, cái thứ đồ cũng được. Ở đâu, cái này cái ảnh dán tường mà, chứ đâu phải siêu thị thiệt. Sao cái thằng là game nó lười biếng quá vậy? Giống như thằng này nó vừa làm, nó vừa chơi Marab vậy đó. Khoan đã, hết xăng rồi các bạn ơi, để mình đổ cái coi. Ok, đẩy mình luôn. Sợ giữa đường cái hết xăng rồi bắt khách giúp mình đẩy nữa thì quê lắm. Ok, xong rồi, đẩy mình. Đi thôi, đón khách thôi. Đậu sao mấy thằng Grab. Khoan, mình cũng vậy mà.
đậu xanh mình. Có cái nào là người ta dụ mình tới người ta cướp đồ mình không vậy? Mà, ủa quên chứ, mình nghèo như chó mà làm cái gì mà cướp. Có khi người ta thấy tội người ta còn cho thêm tiền ấy chứ. Nhìn mặt có anh ta giống kiểu như anh ta sẽ hỏi: em à, em ăn cơm chưa? Ăn rồi, không cần mày hỏi. Ok, mình thử góc nhìn thứ nhất coi, cho nó chân thật hiểu không? Hôm bữa mình có đọc một cái vụ á, là có cái anh kia, anh đặt Grab giùm cho một ông chú tầm 40 tuổi gì đó đúng không? Xong rồi sau đó anh ấy bị khóa tài khoản. Tại vì cái ông chú đó, ông đã sờ soạn cái ông chạy Grab. Nên là giờ này sợ biến thái lắm mọi người ơi. Hình như mình vừa mới tông xe cảnh sát. Cảnh sát khá là chill ha. Còn cảnh sát ngoài đời á, mình chỉ có không có bằng lái xe và lỡ tung gãy cục điện mà người ta chửi mình quá trời luôn. Không hiểu nữa. Ồ, hay là anh có muốn đi ăn tối với em chút không? Gì có đâu vội vàng nữa anh trai. Để em chút nha, để em ăn tối cái. Rồi tới nơi rồi. Rồi vô nhà đi. Đừng có đứng ngoài đường làm cho con gái người ta hoảng sợ nữa. Ồ, cái gì vậy? Ổng nó phù thủy hả? Wow, mình nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi. Bây giờ cũng là 10 giờ rưỡi rồi. Bây giờ khách gọi, một là biến thái hay là cô hồn thôi. Các bạn biết tại sao hồi nãy giờ mình bị lộn không? Ở bên Mã Lai là người ta đi cái đường ở phía bên trái hay gì á, thì ra mình người sai các bạn ơi. Đúng vậy, trưởng thành là nhận ra mình đã sai thay vì người khác. Ủa tại sao mà đèn xanh với đèn vàng với đèn đỏ nó bật cùng lúc vậy? Làm sao, là ông muốn làm cái gì? Cái cục đèn này giống như bạn gái tôi vậy đó, đưa ra những cái tín hiệu khó hiểu. Rốt cuộc là em muốn cái gì? Bây giờ là 1:30 sáng rồi. Tí nữa mình chờ khách xong cái ông đưa tiền âm phủ cho mình là mình xỉu tại chỗ luôn. Bao đời vẫn thế, vẫn mãi kêu. Ồ, một thằng nhóc. Một thằng nhóc làm gì lúc 1 giờ sáng? What? Lừa đảo bắt cóc hả trời? Ở đâu thằng này nó có tóc đuôi ngựa? Ồ, vậy là con gái. Ồ, sorry. Ồ, đây cái chỗ mấy anh Grab ăn chơi nè. Hello mấy anh. Nhóc đợi cô một chút nha. Trời mấy anh ơi, mấy anh làm gì mấy anh suy với mấy anh. Anh này thì ngồi đang rất là trầm cảm, hai tay trắng bệch. Còn thằng cha này thì nó không gạt chống chống mà nó để hai chân lên mà nó banh háng rồi nó vẫn đứng được. Cái thứ sức mạnh gì đây? Sợ các bạn ơi, mình cảm giác như thằng nhóc này nó sẽ dẫn mình đến một cái nơi có nhiều người mai kích á. Mai gì đó. À mai phục. À, rồi nó sẽ cướp đồ của mình. Người ta sẽ đỡ một thằng nhóc đứng trước xe chặn ô tô của bạn lại, sau đó là giả vờ cần trợ giúp, sau đó cái sẽ có một đống người ra đánh bạn rồi lấy đồ của bạn. Trời má ơi, thằng này nó ở khu nhà giàu. Ồ, đây là anh tổng tài 13 tuổi. Ok, tôi xin lỗi đã nghi ngờ sếp. Đây, về nhà đi sếp. Làm shipper khổ quá các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ cưới chồng giàu, làm vợ tổng tài sướng hơn. Kiểu ở nhà banh háng không à. Ý của mình là làm shipper cũng banh háng, nhưng mà ở nhà banh háng sướng hơn. Khoan đã, mình nhớ là mình có 10.000 lúc mà mình bắt đầu đi làm. Bây giờ thì mình còn có 9.500. Ủa vậy là mình lỗ hả? Vâng các bạn, mình là shipper đầu tiên trong lịch sử. Càng đi làm càng mất tiền. Ok các bạn, rất nhiều đã xem video này và mong các bạn sẽ để lại cho mình một like, share, subscribe để ủng hộ mình làm những video hay hơn thế này. Chứ không là mình sẽ phải thật sự ra ngoài đường và làm shipper đây. Bây giờ thì các bạn ở đây lần sau nha. Bye bye.